Hello, xin chào anh em, chào mừng anh chơi lại anh Gato Zombie. Đây sẽ là một video so sánh về các team blend peer với các team blend pool. Bắt đầu nào. Thank you.
Đây sẽ là cặp blend cuối cùng trong video này. Ok, như vậy điểm số cuối cùng đã thuộc về team Pool. Tuy nhiên là điểm số vẫn nghiêng gần như tuyệt đối về phía team Pier. Đây sẽ đội chiến thắng. Và video mình sẽ kết thúc ở đây. Xin chào anh em.